Mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi bắt ong mọi người. Vừa phát hiện được tổ ong nè. Mình dọn rồi mình mở máy mình quay cho mọi người xem. Không phải một tổ nha mọi người, ba tổ liên tiếp luôn nha mọi người. Để mình bắt trực tiếp ba tổ này luôn cho mọi người xem. Mình vừa bắt vừa quay nên hơi rung lắc tí xíu, mọi người xem thông cảm nha. Mình chỉ sử dụng cái máy quay bằng tay không à, không có sử dụng dụng cụ hỗ trợ nào chứ, dây đeo hay là chân chống gì hết. Để mình bắt cho mọi người xem nha. Thần sáng mới đi mà gặp ba tổ liên tiếp luôn. Nguyên cái khu cái lùm này mình kiếm chưa giáp nữa nha mọi người. Chắc có thể là còn nữa. Tổ này hơi già nha mọi người, nhưng mà mặt vẫn còn. Mình không cắt khúc luôn, mình quay trực tiếp luôn cho mọi người xem. Đây là tổ thứ hai nè. Tổ thứ hai này ở kế bên luôn nha mọi người. Mặt nhìn cũng im lắm nha mọi người. Hừng sáng, hơi bị thiếu ánh sáng chút xíu. Đây tổ thứ ba đằng này luôn nha mọi người. Để mình di chuyển lại tổ thứ ba cho mọi người xem luôn. Hai tổ này mình để đây đi. Đây nè, tổ thứ ba nằm trong này nha mọi người. Do đường khó đi nên hơi cầm máy hơi rung lắc, mọi người xem thông cảm nha. Mình bắt một tay nên mình cắt cho cùng mặt rớt luôn. Đầy nhóc chơi luôn nha, dán tem bít tới dưới luôn nha mọi người. Đây cho mọi người xem kết quả, đây một tổ, hai tổ, ba tổ nha mọi người. Thần sáng mới đi á, mới đi mà gặp ba tổ gì nè. Vậy thôi mình xin ngưng để mình tìm tiếp, khi nào có mình sẽ mở máy mình quay cho mọi người xem nha. Hiện ra tổ tiếp theo mọi người nè, tổ ong nè, mình mới vừa dọn xong nè nha mọi người. Giờ mình chuẩn bị bắt nó nè. Đây đắp cục mặt luôn. Mặt tét rồi. Vậy thôi mình xử lý nó nha mọi người. Tổ tiếp theo luôn mọi người. Mình vừa phát hiện được tổ nữa nè. Tổ này cũng hơi dài. Mặt tổ này chắc cũng không đạt hung đâu. Bắt gì là trễ rồi. Tổ mà dĩ còn trắng, mặt nó còn ngon. Mình cầm mình cắt cái nó gục cái máy xuống luôn. Ô, mặt cũng còn ngon lắm mọi người. Mặt còn quá êm luôn. Còn thì đeo cứng nhắc. Dưới đây dưới nước nha mọi người. Mình đem lên khô mình vũ.
quá bời luôn. Nè, con mặt nè. Vậy thôi mình xin gân luôn. Phát hiện ra hai tổ kế bên luôn, vô luôn tổ này tơ ghiên luôn. Mới kìa, mặt kìa, vừa đầy luôn nha mọi người. Đây nè, ở đây một tổ nha. Ở đây một tổ nữa nè nha mọi người. Nè, hai tổ sát bên luôn. Để mình bắt tổ này trước nha mọi người. Mình cầm hai ngón tay, mình cầm máy cái hai ngón tay, mình cầm cái cục mật ong nên nó hơi lắc, mọi người xem cục lúc bắt thông cảm nha. Đó, mặt khá là nhiều nha mọi người, đủ mặt luôn, để đây luôn. Rồi giờ mình bắt tổ này luôn. Wow, tổ này nặng quá mọi người. Nặng mà nó gục cái máy xuống luôn á. Nè, cho mọi người xem nè, mặt đỏ ao đầy nhóc hết trơn luôn nè. Mặt gì mới gọi là đủ mặt nha mọi người. Đây, hai tổ đây. Quá ngon luôn rồi. Vậy thôi mình xin ngưng để mình đi tìm tiếp nha mọi người. Tổ tiếp theo luôn mọi người. Tổ này cũng còn tơ nè. Mình vừa thấy đây một tổ nha mọi người. Bên kia một tổ nữa đó, nhưng mà khoảng cách hơi xa nên mình sẽ bắt từ tổ cho mọi người xem. Nên bắt tổ này trước nha mọi người. Trời giấc này rớt hột mưa luôn rồi. Đây, mặt đầy nhóc luôn nha mọi người. Bữa nay bắt ông trúng mặt đầy không à. Vậy thôi mình xin ngưng để mình lên bắt tổ đắng. Đây là nha mọi người, tổ này nằm hơi trên cao, cho nên chắc mình hồi mình tắt máy mình bắt quá. Tổ này cũng được được, cũng bự. Tổ này tầm 3 mét ạ. Vậy thôi mình ngưng để mình bắt nha mọi người. Trời đang mưa nữa. Tổ tiếp theo luôn mọi người. Mới vừa thấy được tổ nữa nè. Mặt tơ không. Đợt này chuyến này bắt mặt quá ngon mọi người. Rồi rớt luôn. Rớt rồi mọi người. Mới mưa xong cũng trơn quá. Hên, cùng mặt không sao hết nha mọi người. Không bể cùng mặt. Kìa, mọi người thấy cùng mặt ngon không? Theo luôn mọi người. Tổ này có con chó nó lại nó sủa quá trời sủa, chắc mình bắt nhanh quá. Cầm cái máy tay cái máy quay mình cầm ổ ong nên bắt nha mọi người. Mặt cũng khá là ngon mọi người. Hẹn được tổ tiếp theo nữa nha mọi người. Ở gần chỗ con chó nãy là mình không dám nói chuyện lớn. Trên đây trên cao mọi người, mình xin ngưng để mình cầm một tay, cầm một tay cắt mới được đứng gớt. Ở đây cao lắm nè, mình leo tốt ở trên. Tiếp theo luôn mọi người, tổ này có con chó nó lại nó sủa quá trời sủa, chắc mình bắt nhanh quá.
cầm cái mà tay cái máy quay mình cầm ổ ong nên mắt nha. Mặt cũng khá là ngon rồi. Tối tiếp theo luôn mọi người ơi. Mà tối này mình thấy nhỏ mà ít mặt quá, chắc mình không bắt quá. Mình để đây luôn, không bắt luôn. Vũ ra cho mọi người xem. Dạ, tối này cũng sắp sửa đi mọi người, để cho nó đi luôn. Mình cho mọi người xem tổ ong siêu mini luôn mọi người. Chục ép hả? Mấy con ong. Tổ ong bằng cái ly uống rượu à. Ở trong đây nguyên cái lùm chút nè. Nguyên một bờ luôn. Theo luôn mọi người. Kìa, vừa phát hiện được tổ tiếp theo kìa. Mặt cũng ít luôn mọi người, con này khá là to, tốt trên đọt cũng giống nha mọi người, đi trên đọt luôn, mình đeo lên bụi rồi, chắc này mình tắt máy mình bắt cho mọi người xem nha. Vừa mới phát hiện được ổ tiếp theo mọi người, nè, ổ này cũng vừa, ổ này trên cao mắt dùng hai tay mới được nha mọi người, để mình ngưng mình sử dụng hai tay leo lên bắt mới được. Tổ tiếp theo luôn mọi người ơi. Tổ này hơi tơ nhưng mà cũng có mặt rồi. Để mưa cái hết mặt lại nha mọi người. Thẳng thiên đi mình bắt luôn. Nhiều đây chứ hơn cái ổ già mà không có mặt nha mọi người. Nè. Mặt nhiều mặt lắm nha mọi người. Tiếp theo luôn mọi người. Ổ này hơi cao nhưng mà cũng bắt được, dễ bắt. Mặt đậm như bị bẹp cũng mặt rồi. Mặt đầy trơn nha mọi người. Vậy là xong mọi người ơi. Kết thúc chuyến đi bắt ong hôm nay nha mọi người. Nè cho mọi người xem nè. Hơn 1 lít nha mọi người. Bữa nay mặt ngon ngon không à. Cho mọi người xem nè, tổ bự kìa. Tổ mặt tơ này đầy luôn nha mọi người. Có ổ dập chảy ra bao nhiêu mặt đây là mọi người biết là có mặt hay là không rồi đó. Mặt nhìn ngon lắm nha mọi người. Đây mình dồn vô có mấy bọc à, để nhiều bọc về nó dính bọc trơn à. Đây nè, cái tổ này nhỏ nhỏ còn mày lừ tổ trơn nha mọi người. Khá là nặng luôn mọi người, trên một lít xa luôn, tầm 5 sĩ á. Vậy thôi mình xin kết thúc clip bắt ong ngày nay luôn mọi người, xin chào mọi người luôn nha, mọi người xem.